Vậy mình nói chuyện sao cho nó, mình về mình làm nhạc vô. Đúng rồi. Làm nhạc vô. Mẹ ông làm đi, chậm chậm thôi, đừng quay nhanh. Quay nhanh cái nó bị chóng mặt. Chậm chậm thôi. Về mình làm nhạc vô. Về cái quý làm nhạc vô. Cây của Phượng đẹp lắm. Của Phượng nó là màu xanh. Màu xanh với màu bạc. Còn của tôi thì màu trắng với màu vàng. Cây tôi có biết tôi đi mua ở đâu không? Cái cây thì mua ở trong lô hay không thì cô gì á. Bà với ông hay là mình bà? Mình tôi. Trời ơi giỏi dữ vậy sao? Nhưng mà gắn lên thì không có phụ. À đúng còn, rồi. Còn là cây thông đẹp quá, đẹp quá đẹp.